Đây là xôi nước dừa đậu xanh. Trinh đã làm nè các bạn. Thơm mùi nước dừa ha. Còn cái màu trên đây Trinh dùng cái màu hoa đậu biếc. Và cái màu hồng ở bên đây Trinh dùng hibiscus, hoa hibiscus. Để Trinh làm nên món xôi như thế này. Nào, cùng làm theo Trinh nếu các bạn thích nha. Xin chào các bạn, trở lại kênh vlog của Trinh. Hôm nay Trinh sẽ nấu món xôi nha. Trinh nấu món xôi nước dừa, hoa đậu biếc và hoa hibiscus. Đây nè các bạn. Nó rất là thơm, cái loại hoa này nó thơm các bạn. Cái hoa đậu biếc này nè thì nó không có thơm lắm, nó chỉ tạo cái màu cái đẹp á. Còn cái hibiscus này nó Trinh thấy nó mở ra thì thấy có mùi thơm giống như là lavender vậy, như hoa lavender nó cũng có mùi thơm của hoa lavender. Còn cái này hai với kịch nó có cái mùi thơm của nó, ý nói là nó cũng có mùi á. Còn cái hoa đậu biếc này thì nó không có mùi. Rồi hôm nay Trinh muốn nấu xôi nước dừa đậu xanh, hoa đậu biếc và hoa hibiscus. Ở đây Trinh có những thành phần như là nếp, đậu xanh, nước cốt dừa, muối, đường, dầu coconut các bạn. Để hồi nữa Trinh bôi cái khuôn để Trinh ịnh cái xôi đó. Trinh làm cái xôi vô trong cái khuôn á. Đây là dầu ăn. Rồi thành phần có như đó, cái này hoa đậu biếc và hoa hibiscus. Bây giờ Trinh bắt đầu làm ha. Đầu tiên Trinh sẽ ngâm nếp. Ở đây Trinh có 1,5 cốc nếp, khoảng 310 hay 320 gram nữa, bạn chia xích nhau vậy thôi ha. Cái gram nó chia xích không có nhiều hay ít không cần, không thành vấn đề nhé các bạn. Thì Trinh sẽ đem đi Trinh vo sạch và Trinh chia ra làm, Trinh để làm hai cái thành hai cái tô á, để cho Trinh ngâm cái màu. Đây là cái hoa đậu biếc, Trinh cho nó vào trong đây nè các bạn. Chút Trinh chế nước sôi vào để Trinh lấy cái màu của hoa đậu biếc á. Đó, đây là hoa hibiscus, nó khô như thế này. Cái này nó rất là thơm các bạn. Rồi Kinh sẽ cho nước sôi vào đây và Kinh sẽ để cho nó thiệt là nguội á. Rồi Kinh sẽ đổ vào trong cái nếp để mình ngâm nha. Kinh chế nước sôi vào đây, các bạn thấy nó ra cái màu xanh đẹp ha. Rồi Kinh để đây cho nguội. Giờ Kinh đổ ra cái này cho ráo rồi Kinh bỏ vô sửng, Kinh hấp nha. Tại vì nó là hai màu ra, Kinh để nó ra mỗi bên một nửa. Kinh có lót cái giấy dưới đây nè các bạn, để khi nữa thì mình rửa cái sửng của mình nó không có cực ha. Tuy rằng nó có cái lỗ nhỏ 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 dưới hạt gạo không rớt xuống được, nhưng mà xôi nó dính xuống dưới các bạn, rửa cực lắm, nên Kinh lót cái giấy nến đó để khi kia cái mình lấy lên luôn, cái mình không có phải rửa nhiều.
Chinh sẽ dùng nửa lon nước cốt dừa, Chinh không có cho vào đây hết một lúc nha các bạn. Trước khi hấp, Chinh rưới vào đây mỗi bên một muỗng canh nước cốt dừa, mỗi bên màu á. Rồi Chinh sẽ bỏ vào sửng, Chinh hấp sửng hấp trên cái nắp các bạn, luôn luôn đậy cái khăn nha các bạn, cho cái nước nó không có nhỏ xuống cái xôi của mình, nó bị nhão. Và Chinh sẽ hấp trong 5 phút nha. Chinh sẽ dở ra và Chinh rưới nước dừa một lần nữa. Sau 5 phút, Chinh sẽ bới bới cái xôi này lên chút xíu nè. Và Chinh sẽ rưới thêm nước cốt dừa ha. Và đậy lại, Chinh lại nấu tiếp. Sau 2 lần Chinh dở ra, Chinh chan nước cốt dừa các bạn. Ở đây Chinh còn khoảng 1/3 chén nước cốt dừa nè, Chinh sẽ cho vào đây 2 muỗng đường ha. Chinh cho vào đây đường trong này nè các bạn, Chinh khuấy lên. Mình cho vào đây 2 muỗng đường, 2 muỗng đầy đầy á các bạn. Mình sẽ khuấy và Chinh sẽ rưới, cái lần rưới này là lần cuối cùng nha các bạn, và mình sẽ hấp lâu hơn. 2 lần trước mình chỉ hấp có 5 phút thôi, mỗi 5 phút mình mở ra mình rưới nước cốt dừa, còn lần này á là mình rưới hết nước cốt dừa vô luôn cho hai cái màu này. Rồi Chinh sẽ hấp trong 10 phút đến 15 phút nha. Cứ 10 phút rồi các bạn dở ra xem bới 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 coi nó đã mềm chín hết chưa. Nếu chưa thì các bạn hấp thêm 5 phút nữa. Sau 10 phút, Chinh hấp cái chảo xôi này đã chín hoàn toàn rồi. Chinh sẽ tắt bếp và để đây cho nó nguội bớt, rồi mình sẽ đóng vào khuôn nha để nấu đậu xanh. Ở đây Chinh dùng 1 cốc đậu xanh. Là khoảng 200 gram nha các bạn. Giờ Chinh sẽ vo sạch và Chinh sẽ đem đi nấu luôn chứ không có cần phải ngâm. Ở đây Chinh đã vo sạch đậu xanh và Chinh cho nước vào Chinh nấu nha. Cái lần nước này các bạn cho nhiều không sao cả, tại vì khi mà mình đợi nấu sôi nó có bọt á, Chinh sẽ đổ cái phần nước này đi và châm cái phần nước sôi khác vào, thành ra cái phần nước này các bạn đổ nhiều không sao ha. Thường là Chinh hay nấu như vậy, những cái món mà có đậu xanh mà cần nấu đó thì Chinh thường hay nấu kiểu như vậy, để cho một phần thì mình gợn bỏ hết những cái bọt dơ đó trong cái đậu xanh nó ra, rồi mình châm cái nước mới vào thì mình làm cái đậu xanh nó sạch sẽ hơn. Sau 15 phút đậu Chinh đã nở nè các bạn. Nó nở mà nó vẫn, các bạn thấy nó vẫn còn nước nè ha. Nè, nó vẫn còn nước chút xíu. Chinh sẽ dùng cái máy xay tay, Chinh sẽ xay cái này ra nha. Các bạn không có máy xay tay thì các bạn bỏ vào máy sinh tố xay cũng được. Chinh đã xay nhuyễn đậu xanh như thế này, Chinh sẽ cho đường vào nha, gần 1/4 cup đường nha các bạn. Rồi các bạn nếm coi coi vừa khẩu vị các bạn không nha, coi cái độ ngọt
như ý của các bạn là được. Tại đậu xanh lúc này mình đã chín rồi, mình có thể nếm thử á. Mình sẽ nếm thử ha. Mình nghĩ thêm một chút xíu nữa, chắc là 1/4 các bạn. Nãy Kim cho 1/4 yếu yếu, giờ Kim cho thêm chút xíu nữa, chắc là phải 1/4 đường này. Kim nghĩ là ngọt rồi, 1/4 cúp đường ha. Và Kim cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Kim sẽ sơn cho đậu xanh này nó khô lại nha các bạn. Mình sơn đậu xanh này cho nó thành một khối á. Đậu xanh khi mà Kim đã sơn nè các bạn, thấy cũng được, nó đã đặc hơn lúc nãy rồi. Kim sẽ cho vào đây 1 muỗng canh dầu nữa nha. Lần này thì các bạn sơn đến khi đậu xanh thành ra một khối, không còn dính tay nữa là được. Khi đậu xanh các bạn sơn, bạn thấy đã hơi nặng tay nè các bạn. Bắt đầu nó, các bạn nhìn thấy nè, nó không còn dính dưới đáy nồi nè. Khi các bạn vét á, thì lần này Kim sẽ cho cái lượng dầu sau cùng nha các bạn. Là Kim cho 3 lần cái lượng dầu á, Kim cho một lần cuối cùng, Kim cho 1 muỗng rưỡi canh dầu ăn. Và Kim sơn đến lần này thì các bạn sơn đến khi nào mà các bạn đè tay vào mà thấy đậu xanh không còn dính ở tay nữa là được ha các bạn ha. Như vậy là được nha các bạn, rờ tay không dính nữa. Mà cái đồ mình đảo nãy giờ nè, cái nó không có bị dính ngay cái phớt này của mình nữa. Vậy là được ha. Kim để đây cho nguội chút xíu rồi Kim sẽ đóng vô khuôn thành một cái bánh mà xôi đậu ha. Để Kim đóng cái bánh xôi vô trong này nè các bạn. Các bạn có những cái khuôn bánh này là khuôn bánh trung thu á, khuôn bánh dẻo trung thu nè. Kim lấy để Kim đóng cái xôi đậu xanh vào trong đây. Đây là cái khuôn lò xo các bạn ha. Ở đây Kim có giống như là dầu dừa, Kim cứ quên. Ở đây Kim có dầu dừa ha, với lại một cây cọ. Bây giờ đầu tiên Kim sẽ đóng cái loại bánh này nha. Kim đóng bằng cái khuôn này trước ha. Kim sẽ phết vào đây một lớp dầu ở đây nè các bạn, dầu dừa. Phết vào đây ha, để khi mình lấy bánh ra nó không có bị dính. Lấy xôi ra chứ. Kim cứ lộn. Mà dầu dừa nó lại thơm nữa. Rồi, Kim để hai khuôn này ra đây ha. Giờ Kim sẽ cho một ít xôi vào đây. Các bạn nhớ nhấn xôi cho nó chặt á, xuống cái khuôn. Chỉ một nửa khuôn thôi ha. Chặt như thế này, Kim sẽ cho một lớp đậu xanh lên. Các bạn trải đều ra một lớp đậu mỏng đậu xanh.
Cái này các bạn có thể làm để mình đi tặng, đi biếu gì cũng được. Hoặc là mình để làm đồ cúng á các bạn. Rồi, Trinh sẽ cho một lớp xôi lên nữa. Cho cái nó đầy cái khuôn. Cái này nó có dính một chút xanh vào. Không sao, các bạn nó nằm dưới đây. Bạn nhấn cho nó chặt ha, cho xôi nó nén xuống á. Rồi bây giờ Trinh sẽ dở ra ha. Đây, cái bánh xôi của mình. Bây giờ Trinh sẽ làm qua cái khuôn lò xo coi nó như thế nào ha. Bánh xôi đậu xanh của mình nè. Cái bánh Trinh đã, Trinh lại nói lộn nữa, xôi các bạn. Trinh đã làm xong rồi nè. Xôi nước dừa với đậu xanh, hoa đậu biếc và hoa hibiscus. Đẹp các bạn ha. Nếu các bạn ịn như mấy cái khuôn lò xo, Kinh đã ịn thử mấy cái mà nếu mà ịn xôi trước á thì nó không thấy được cái bông, nên Kinh đã ịn đậu xanh trước rồi đến phần xôi. Còn những cái khuôn như thế này á thì Kinh ịn xôi trước rồi đậu xanh rồi lại tới xôi. Nhìn đẹp ha. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh cho Kinh nha. Cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn ở video sau. Bye bye.